quý vị, những ứng viên tiềm năng kế vị Thủ tướng Anh Boris Johnson đang nhanh chóng tìm cách tạo sự khác biệt và gây ấn tượng trong cuộc đua ngày càng nhiều ứng cử viên. Theo hãng tin AP, ngày 10 tháng 7, các ứng viên đã đồng loạt đăng tải video vận động tranh cử trên các phương tiện truyền thông và xuất hiện trên các chương trình talk show chính trị, tuyên bố chính thức tranh cử. Một số ứng viên hứa hẹn sẽ cắt giảm thuế với mục đích thu hút các nghị sĩ đảng bảo thủ. Ngày 7 tháng 7, Thủ tướng Boris Johnson đã tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền sau khi hơn 50 thành viên nội các và các quan chức cấp thấp hơn viết đơn từ chức. Nhiều nghị sĩ viện lý do lo ngại những sai sót về mặt đạo đức của nhà lãnh đạo Anh đã làm giảm uy tín của chính phủ. Tuyên bố từ chức của ông Boris Johnson đã khởi động một cuộc cạnh tranh trong nội bộ đảng bảo thủ để chọn ra một nhà lãnh đạo mới. Theo chính phủ nghị viện Anh, lãnh đạo tiếp theo của đảng cầm quyền sẽ mặc nhiên trở thành thủ tướng mà không cần tổ chức tổng tuyển cử. Trong ngày 10 tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Penny Mordaunt và Ngoại trưởng Liz Truss thông báo chính thức tranh cử, trong khi Bộ trưởng Mordaunt cho biết Vương quốc Anh cần tập trung cho con tàu thay vì thuyền trưởng, thì Ngoại trưởng Truss cam kết đảo ngược chính sách tăng tỷ lệ bảo hiểm quốc gia và cắt giảm thuế ngày đầu tiên nhậm chức. Hai cựu Bộ trưởng Y tế Sajid Javid và Shumhami Hunt cũng tuyên bố tham gia cuộc đua bầu chọn lãnh đạo vào cuối ngày 9 tháng 7. Các ứng cử viên khác bao gồm cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Tài chính Nadim Zahawi, người vừa được bổ nhiệm trong tuần trước. Cuộc đua diễn ra sau khi vị thủ tướng 58 tuổi hứng chịu chỉ trích sau một loạt bê bối. Vụ bê bối gần đây nhất của Thủ tướng Boris liên quan đến quyết định thăng chức nhà lập pháp, từng bị cáo buộc hành vi quấy rối tình dục lên một vị trí cấp cao trong chính phủ. Một ủy ban có tầm ảnh hưởng của đảng bảo thủ dự kiến công bố các quy định cho cuộc bầu lãnh đạo vào ngày 11 tháng 7. Nhiều thông tin cho thấy các nhà lập pháp đảng bảo thủ sẽ thu hẹp cuộc đua xuống còn hai ứng viên chính trước khi Quốc hội nghỉ hè vào ngày 21 tháng 7. Các nghị sĩ sau đó sẽ có cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào cuối tháng 8. Về phần mình, Boris Johnson khẳng định ông vẫn giữ chức thủ tướng tạm quyền cho đến khi người kế nhiệm được chọn. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ muốn ông rời nhiệm sở ngay lập tức do lo ngại ông có thể mắc tiếp sai lầm khi còn đương chức. Thưa quý vị, nghi phạm ám sát của Thủ tướng Shinzo Abe nói với cảnh sát rằng đã bắn thử súng tự chế tại cơ sở liên quan tới nhóm tôn giáo mà người này cho rằng có liên hệ với cố lãnh đạo. Hãng thông tấn Yodo News ngày 11 tháng 7 dẫn các nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm Tetsuya Yamagami tiết lộ anh ta có mối hận thù với tổ chức tôn giáo, tên cụ thể chưa được công bố, sau khi mẹ ruột đóng góp một khoản lớn cho tổ chức này. Một quan chức của nhóm tôn giáo xác nhận rằng mẹ nghi phạm là một thành viên lâu năm của nhóm, nhưng người này không biết gì về tình hình tài chính của bà. Các nhà điều tra tin rằng Yamagami đã kiểm tra khả năng gây chết người của vũ khí trước khi kế hoạch tấn công, mặc dù thông tin chi tiết về địa điểm thử nghiệm vẫn chưa được biết. Yamagami khẳng định việc ám sát ông Abe không phải do niềm tin chính trị của cố lãnh đạo, nhưng nói với cảnh sát rằng anh ta đã chọn tấn công cựu lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do LGB sau khi ban đầu dự định nhắm vào một lãnh đạo điều hành của nhóm tôn giáo. Thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản đã bị ám sát khi ông có bài phát biểu trong chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử thượng viện bên ngoài một ga xe lửa ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, chỉ 2 ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu hôm 10 tháng 7. Các nguồn tin cho biết khẩu súng do nghi phạm Yamagami tự chế để bắn ông Abe hôm 8 tháng 7 được thiết kế để bắn 6 viên đạn cùng một lúc. Nghi phạm Yamagami khai rằng khẩu súng được tạo ra bằng hai ống kim loại buộc lại với nhau, được cố định bằng bản gỗ và băng dính. Các ống chứa một viên nang có thể chứa tối đa 6 viên đạn. Đạn sẽ được bắn ra khỏi mỗi ống trong một lần bắn. Theo các nguồn tin, nhiều tấm gỗ, mỗi tấm rộng khoảng 1m² cũng được tìm thấy trong xe của Yamagami. Chúng dường như có những lỗ thủng do cuộc thử nghiệm vũ khí của nghi phạm gây ra. Trong xe của nghi phạm, cảnh sát cũng tìm thấy một số khay có kích thước khoảng 25x35cm và được bọc bằng lá nhôm. Các nguồn tin cho rằng có thể Yamagami đã nhiều lần thử nghiệm các loại súng khác nhau để chọn ra loại vũ khí tốt nhất tấn công cựu thủ tướng. Theo Seven Times, Yamagami khai rằng anh ta đã mua thuốc súng trên Internet.
lấy giỏ đạn rỗng và tự lắp đầy chúng. Đầu tiên, tôi đã cố gắng tạo ra một quả bom, nhưng nó không thành công. Vì vậy, tôi quyết định chế tạo súng, nghi phạm tiết lộ. Cảnh sát cũng đã khám xét nhà của Yamagami ở Nara và tịch thu những khẩu súng tương tự vũ khí được sử dụng trong vụ ám sát ông Abe. Mỗi khẩu súng có một số ống kim loại được gắn với nhau bằng băng keo. Trong đó, có một khẩu súng lớn có 9 ống được gắn với nhau. Các ống này được kết nối với một dây điện được cho là dùng để đánh lửa. Nghi phạm khai với cảnh sát rằng anh ta đã đi lên quanh khu lân cận ga Yamato Satoshi ở Kinshasa trước khi ông Abe bắt đầu phát biểu hôm 8 tháng 7. Camera an ninh tại nhà ga và các nơi khác cho thấy nghi phạm đến nơi vào khoảng 10 giờ, một tiếng rưỡi trước khi vụ tấn công xảy ra. Nghi phạm Yamagami là cựu thành viên của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản. Người này được cho là biết cách xử lý và lắp ráp vũ khí. Bên cạnh đó, luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt có thể là nguyên nhân khiến cho nghi phạm chọn vũ khí tự chế. Các chuyên gia tội phạm học cho biết hướng dẫn về cách chế tạo súng đang trôi nổi trên Internet. Ngoài ra, súng cũng có thể được chế tạo bằng máy in 3D. Vào sáng ngày 10 tháng 7, cảnh sát tỉnh Nara đã áp giải Yamagami đến văn phòng công tố viên với cáo buộc giết người. Thưa quý vị, các đảng chính trị đối lập của Sri Lanka nhóm họp ngày 10 tháng 7 để bàn về việc lập chính phủ mới, một ngày sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đề nghị từ chức trong bối cảnh đất nước rơi vào hỗn loạn. Nhà lập pháp MA Sumanthiran cho biết, sự bắt tay của tất cả đảng đối lập có thể dễ dàng tập hợp 113 thành viên cần thiết để chiếm đa số trong quốc hội. Khi đó, họ sẽ yêu cầu Tổng thống Rajapaksa từ chức sau khi chính phủ mới ra đời. Chủ tịch Quốc hội Mahinda Rajapaksa cho biết, Tổng thống Rajapaksa sẽ chính thức từ chức vào ngày 13 tháng 7. Trong khi đó, Thủ tướng Wickremesinghe cho biết ông sẵn sàng từ chức để mở đường thành lập chính phủ mới, có đại diện mọi bên, đảm bảo sự hoạt động liên tục của chính phủ cũng như là sự an toàn của người dân. Sức ép gia tăng lên hai nhà lãnh đạo Sri Lanka sau khi đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế, khiến cho người dân lâm cảnh thiếu lương thực, nhiên liệu và những mặt hàng cần thiết khác. Hôm 9 tháng 7, đám đông biểu tình đã tấn công phủ tổng thống ở thủ đô Colombo. Những người quá khích thậm chí đã phóng hỏa nhà riêng của Thủ tướng Wickremesinghe. Đụng độ xảy ra khiến cho ít nhất 39 người bị thương, trong đó có một số cảnh sát. Sri Lanka hiện dựa vào viện trợ từ Ấn Độ và một số quốc gia khác, trong khi tìm cách đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF về một gói giải cứu. Thủ tướng Wickremesinghe gần đây cho biết, tiến trình đàm phán này trở nên phức tạp vì Sri Lanka hiện là quốc gia phá sản. Phản ứng trước diễn biến trên, IMF cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Sri Lanka và hy vọng cuộc khủng hoảng chính trị sẽ sớm được giải quyết, từ đó cho phép nối lại đối thoại về một chương trình hỗ trợ từ IMF dành cho nước này. Thưa quý vị, với khả năng tấn công nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh, vũ khí siêu thanh đang trở thành tâm điểm của cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu. Theo South China Morning Post, cuộc chạy đua vũ trang siêu thanh đang dần trở nên nóng hơn khi Mỹ đẩy nhanh tốc độ phát triển nhằm bắt kịp Nga và Trung Quốc. Ngoài ba cường quốc quân sự này, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Đức và Triều Tiên cũng đã tuyên bố thử nghiệm tên lửa siêu thanh. Các chuyên gia quân sự cho biết vũ khí siêu thanh được cho là tương lai của quân sự bởi trong vai trò chống hạm hay tiêu diệt các mục tiêu trên đất liền, chúng gần như không thể bị ngăn chặn. Việc sở hữu một tên lửa có vận tốc tối thiểu gấp 5 lần âm thanh Mach 5 đi kèm với độ chính xác cao mang lại lợi thế lớn. Hiện tại Trung Quốc đã thành công triển khai GF-17, một hệ thống tên lửa siêu dự âm được thiết kế để tấn công các mục tiêu tầm trung. Ngoài ra, một tên lửa chống hạm siêu thanh gắn trên máy bay chiến đấu mang tên CSASS-13 cũng đang được phát triển. Bên cạnh đó là kế hoạch nâng cấp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa GF-41. Vào năm ngoái, Trung Quốc còn thực hiện một thử nghiệm đưa một vũ khí siêu thanh vào quỹ đạo. Về phía Nga, Moscow đã giới thiệu mẫu tên lửa tấn công Kinzhan vào năm 2017. Kinzhan là tên lửa đất đối không, có tầm bắn hơn 2.000 km, tốc độ gấp 12 lần âm thanh, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Thực tế, Kinzhan không phải là một loại vũ khí mới.
Nó có nguồn gốc từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn 9K720 Iskander-M của Nga. Ngoài ra, Moscow cũng đang tiến hành phát triển đầu đạn dẫn đường siêu thanh Avangard và tên lửa hành trình Sikon có khả năng tấn công cả trên bộ và dưới nước. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh phương Tây dường như là đang tụt lại trong cuộc đua vũ khí siêu thanh khi mà Washington mới chỉ lần đầu thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh phóng từ máy bay chiến đấu trong năm nay. Vào hồi tháng 4, Mỹ, Anh và Australia đã thống nhất việc hợp tác phát triển vũ khí siêu thanh và phản siêu thanh dựa trên Hiệp ước An ninh AUKUS. Động thái này được đưa ra nhằm rút ngắn khoảng cách với Nga và Trung Quốc nhanh nhất. Một đồng minh khác của Mỹ là Nhật Bản cũng được cho là đang phát triển một tên lửa chống hạm siêu thanh với khả năng xuyên phá bất kỳ một tàu sân bay nào. Theo ông Timothy House, chuyên gia quân sự của Rust, lý do chính dẫn tới cuộc đua phát triển tên lửa siêu thanh là do khả năng răn đe của vũ khí này. Hiện tại, không có biện pháp phòng thủ nào tỏ ra thực sự hữu hiệu trước những vũ khí siêu thanh. Ngay cả hệ thống Aegis cũng gặp khó trong việc dự đoán đường bay của tên lửa siêu thanh. Hơn nữa, tốc độ của loại vũ khí này cũng khiến thời gian đưa ra quyết định đánh chặn trở nên rất nhỏ. Thưa quý vị, Trung Quốc đã phạt Alibaba, Tencent cũng như là hàng loạt doanh nghiệp khác vì không chấp hành quy định chống độc quyền về tiết lộ các giao dịch. Quỹ ban quản lý nhà nước về điều tiết thị trường SAM vừa công bố danh sách 28 thương vụ vi phạm các quy định chống độc quyền. Năm vụ liên quan đến các đơn vị của Alibaba bao gồm vụ mua lại tài sản trong công ty con Joku Todo năm 2021. Tencent tham gia trong 12 vụ vi phạm. Ngành công nghệ Trung Quốc là một trong các mục tiêu chính của hành vi trấn áp chống độc quyền khởi xướng từ cuối năm 2020. Theo luật chống độc quyền, mức phạt tối đa trong mỗi vụ là nửa triệu nhân dân tệ. Theo Sam, tất cả các công ty bị phát hiện không công bố gì tập trung các nhà điều hành kinh doanh theo luật pháp. Tập trung nhà điều hành kinh doanh là khi một bên nắm quyền kiểm soát một bên khác cùng ngành có thể dẫn tới độc quyền. Thời báo Hoàn Cầu cho biết 28 thương vụ vi phạm đều về mua sắm và sáp nhập M&A, bao gồm dù Alibaba mua lại Best, Tencent mua lại Occupy. Dù số tiền phạt không lớn, nó gửi lời cảnh báo đến các công ty khác về các hoạt động độc quyền. Giờ tháng 1, SAM phạt một số doanh nghiệp bao gồm Alibaba, Tencent, BlaBlaBla vì không báo cáo chính sách về hơn 10 thương vụ, mỗi vụ bị phạt nửa triệu nhân dân tệ. Vào tháng 6, cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc thông qua bản sửa đổi của luật chống độc quyền, trong đó nêu rõ nước này sẽ xây dựng và thực hiện các quy tắc cạnh tranh phù hợp với nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, cải thiện hệ thống thị trường cạnh tranh, cởi mở, có trật tự. Sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Một bản sửa đổi lớn tập trung vào cách đối phó với những thách thức mới mà nền kinh tế số mang lại là điều chỉnh các nền tảng hợp lý do một số điều khoản trong luật chống độc quyền hiện hành không phù hợp với bối cảnh kinh tế đất nước đang phát triển nhanh chóng.